Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 103 ngày 15 sống vì Chúa. Kinh Thánh Côrintô nhì đoạn 5 câu 11 đến câu 15. Câu ghi nhớ Côrintô nhì đoạn 5 câu 15. Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Côrintô nhì đoạn 5 câu 11 đến câu 15. Kinh Thánh Tân Ước trang 184 câu 11 đến câu 15. Vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ nên tìm cách làm cho người ta đều tin. Đức Chúa Trời biết chúng tôi và tôi mong anh em cũng biết chúng tôi trong lương tâm mình. Chúng tôi chẳng lại phô mình cùng anh em, nhưng muốn trao cho anh em cái dịp khoe mình về chúng tôi, đặng anh em có thể đối đáp lại cùng những kẻ chỉ khoe mình về bề ngoài mà không khoe về sự trong lòng. Vả hoặc chúng tôi cuồng ấy là vì Đức Chúa Trời, hoặc chúng tôi dè dữ ấy là vì anh em. Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết. Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Chúng ta đọc tới câu 15 và câu ghi nhớ ở trong câu số 15. Câu 15 ở trong Kinh Thánh này đã tô màu rồi. Nếu trong Kinh Thánh của phụ huynh và các em chưa tô màu thì chúng ta tô màu nhé. Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Trong phần tìm hiểu có những chữ khoe mình, dè dữ, tin, yêu thương, sống mọi người. Mình điền vào những cái chỗ trống này nha. Sứ đồ Phao-lô muốn các tín hữu có dịp. Có dịp gì? Trong câu số 12. Khoe mình về tôi. Có dịp khoe mình. Khoe mình hay là tự hào về ông Phao-lô. Các sứ đồ vì anh em tín hữu mà. Câu 13. Chúng tôi cuồng ấy là vì Đức Chúa Trời, hoặc chúng tôi dè dữ vì ấy là vì anh em. Dè dữ. Dè dữ là sao? Có nghĩa là giữ mình, không có khoe khoang, hay là không có làm cái gì quá. Điền nhầm rồi cái chỗ này. Dè dữ trên đây. Dè dữ. Cái chỗ này là viết cái chữ khác. Rồi. Sứ đồ Phao-lô mong muốn mọi người. Câu 11. Tin. Mọi người tin Chúa. Cái chỗ này chữ tin nha các em. Xin lỗi là viết nhầm. Tin. Tin Chúa. Rồi. Điều gì của Chúa làm cảm động lòng chúng ta? Câu 14. Tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi. Tình yêu thương. Tình yêu thương. Tín hữu sẽ, câu 15b, sẽ vì Đấng đã chết vì mình, sẽ sống. Tín hữu sẽ sống vì Đấng đã chết vì mình. Chúa đã chết vì ai? Câu 15a. Lại Ngài đã chết vì mọi người.
vì mọi người. Chúa chết thay cho tất cả mọi người. Chúa đã chết vì em và Ngài sống lại để ban cho em sự sống. Chúa đã chết cho tất cả mọi người, trong đó có em, và Chúa sống lại để ban cho tất cả mọi người sự sống. Ai tin Ngài thì được sống. Thực hành, em không sống cho riêng mình nữa, nhưng em sống vì Chúa mà thôi. Ở đây có hình ảnh thiếu nhi vác thập tự giá theo Chúa, bởi vì Chúa yêu thương mình, Chúa chết cho mình. Bây giờ mình vác thập tự giá theo Chúa. Vác thập tự giá có nghĩa là mình theo Chúa, như là mình bị bắt bớ hay là bị dèm chê gì đó, là mình đang làm vì danh Chúa, giống như mình đang vác thập tự giá của Chúa vậy. Em cảm ơn Chúa vì Ngài đã chết và sống lại vì em. Xin Chúa giúp con biết vâng lời Chúa, sống cho Chúa. Con cảm tạ Ngài. Con cảm tạ Chúa đã chết và sống lại vì con. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Xin Chúa giúp con biết vâng lời Chúa, sống cho Chúa. Con cảm tạ Chúa đã chết và sống lại vì con. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.